các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 18:30 ngày 27 tháng 8 năm 2021. Mời các bạn cùng tham khảo. Vàng SJC tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,07 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,62 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,99 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBJ được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng hôm nay ngày 27 tháng 8 năm 2021 biến động trái chiều, mức điều chỉnh từ 100 đến 200 ngàn đồng trên một lượng. Điều chỉnh trái chiều theo xu hướng của thế giới sau khi giảm vào phiên trước, vào phiên thứ ba liên tiếp vào ngày hôm trước vì đồng USD và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Giá vàng SJC trong nước biến động trái chiều trong phiên giao dịch vào ngày hôm nay và mức điều chỉnh từ 100 đến 200 ngàn đồng trên một lượng. Cụ thể tại cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh hai miền Bắc và Nam, niêm yết giá vàng SJC đồng loạt tăng thêm 100 ngàn đồng trên một lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. Cùng thời điểm khảo sát, hệ thống BNJ điều chỉnh vàng miếng SJC giảm 150 ngàn đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 200 ngàn đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Tập đoàn Doji, doanh nghiệp phú quý, vàng SJC vẫn giữ nguyên không đổi cho cả hai chiều giao dịch. Hiện giá trần mua vào của vàng SJC đạt mốc 56,5 triệu đồng trên một lượng và giá trần bán ra đạt ngưỡng 57,6 triệu đồng trên một lượng. Các loại vàng nữ trang khác cũng điều chỉnh tăng trong sáng hôm nay. Cụ thể, vàng 24K tăng 100 ngàn đồng trên một lượng, vàng tây 18K cha tăng 80 ngàn đồng trên một lượng, vàng nhẫn 14K tăng 60 ngàn đồng trên một lượng cho cả hai chiều giao dịch. Trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay, giá vàng giao ngay tăng 0,05% lên 1.794 USD trên 1 ounce và giá vàng giao tháng 12 giảm xuống 0,01% xuống còn 1.795 USD trên 1 ounce. Giá vàng giảm phiên thứ 3 liên tiếp vào ngày thứ 5 vì đồng USD và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, trong khi bất ổn về chiến lược giảm hỗ trợ kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại hội nghị Jackson Hole, giới đầu tư cảnh giác. Chủ tịch Fed dự kiến sẽ phát biểu tại hội nghị chuyên đề hàng năm vào thứ Sáu ngày hôm nay và các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm bất kỳ một gợi ý nào về việc liệu Fed có kế hoạch giảm các biện pháp hỗ trợ kinh tế hay không khi biến thể Delta của virus COVID-19 vẫn đang là một mối lo ngại. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã dao động gần mức cao nhất trong 2 tuần, đã làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý và nó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, trong khi chỉ số USD Index cũng tăng mạnh. Nhà phân tích thị trường cũng nhận định vàng khó có thể biến động mạnh trước bài phát biểu của ông chủ tịch Fed và nếu lãi suất tiếp tục tăng cao, giá vàng có khả năng giảm sâu về mức 1.760 USD trên một ounce. Và dù thị trường đang hướng đến hội nghị Jackson Hole, rất khó có thể dự đoán liệu ông chủ tịch Fed có nói về thời gian cho kế hoạch giảm hỗ trợ hay không, vì nó phụ thuộc vào kết quả dự báo của bảng lương dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Liệu số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp và ước tính GDP quý 2 của 2021 sẽ được công bố vào thứ Năm tuần sau. Trên thị trường các kim loại khác, giá bạc giảm xuống 0,8% xuống còn 23,68 USD trên 1 ounce. Giá bạch kim giảm xuống 0,5% xuống còn 991,15 USD trên 1 ounce. Giá palladium giảm 1,4% xuống còn 2.396 USD trên 1 ounce. Dự báo giá vàng vào ngày 28 tháng 8 năm 2021 giảm thêm vì áp lực đồng USD mạnh lên. Giá vàng hôm nay đã giảm trong một vài hệ thống, mức giảm kéo dài từ đầu phiên cho đến cuối phiên.
Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp đà giảm trong phiên giao dịch vào chiều nay vì đồng USD tăng trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed trong tuần này. Tại thời điểm khảo sát, giá vàng giảm trong khoảng từ 50 đến 250.000 đồng trên một lượng tại một số hệ thống kinh doanh vàng trên toàn quốc. Trong phiên giao dịch vào chiều ngày hôm nay, giá vàng giao ngay giảm 0,22% xuống còn 1.786 USD trên một ounce và giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 0,16% xuống còn 1.788 USD trên một ounce. Giá vàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch vào chiều thứ năm vì đồng USD tăng trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ tăng 0,05% lên 92,87 điểm, vì vậy gây áp lực lên kim loại quý. Vàng thường được xem là hàng rào chống lạm phát và sự mất giá của tiền tệ. Việc phát giảm hỗ trợ kinh tế sẽ giải quyết cả hai điều kiện đó, khi đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý. Vàng trong nước thường biến động theo xu hướng giá vàng thế giới, vì vậy vàng SJC có thể giảm thêm trong phiên giao dịch vào ngày mai. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.